Xí Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị mình có một buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và con cũng xin chia sẻ thêm, con có cung cấp thêm mấy mặt hàng về phân thuốc để mình bón và phun xịt cho cây trồng ha. Con bán một combo là gồm 8 món, 200 ngàn. 8 món của mình gồm có chai keo liền sẹo, hũ kích ra rễ, hũ nảy chồi ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lau tàn, và gói xịt sâu và nhện, và một gói thuốc là mình trị đen nụ cho cây sứ ha, với gói phân hữu cơ để mình bón cho cây kiểng. Một combo 8 món 200 ngàn. Rồi, con quay trở lại con bán cây sứ ha. Mình có cây số 1. Số 1 là sứ củ quái dáng nằm, mình ghép 2 giống, Khôi Nguyên màu đỏ 3 lớp và Thiên Hương màu hồng dạng cánh kép. Thiên Hương là hoa có hương thơm nhẹ. Cây mình ghép 5 bo, 150 ngàn cho sứ củ quái này à. Số 2 mình có cây dạ khúc dạng cánh kép màu hồng sọc tím à. Cây mình ghép 4 bo, sứ củ quái dáng nằm luôn, 150 ngàn. Số 3, sứ củ quái dáng nằm ghép 3 giống, Minh Thi 12 màu cam sọc, Minh Hoàng màu vàng, Anthracin màu đỏ. Một cây mình ghép 5 bo sứ củ quái này ha, 180 ngàn. Số 4, có cây sứ củ quái dáng nằm nữa là mình ghép giống Khôi Nguyên hoa màu đỏ. Cây mình ghép 4 bo sứ củ quái dạng mini ha cô chú anh chị, 150 ngàn cho cây số 4 Khôi Nguyên. Số 5 là có cây sứ dáng nằm ghép giống hồng ngọc, cây mình ghép 4 bo, 150 ngàn. Số 6 là sứ dáng nằm ghép giống Khôi Nguyên hoa màu đỏ 3 lớp, cây ghép 4 bo. Cây mình có bộ tàn nha ha, 140 ngàn cho cây Khôi Nguyên. Số 7 là cây hoa năm cánh đỏ sọc ghép giống ngọc diễm. Cây ngọc diễm này được 6 bo, củ của nó thì tầm gọn thôi ha. Củ này lại bằng lon sữa 400 gram, 100 ngàn ngọc diễm. Số 8, kiều diễm hoa màu hồng cánh có viền, cây mình ghép 7 bo, củ nó nằm tầm chung chung thôi, 100 ngàn. Số 9, ghép 2 giống Xuân Phúc màu đỏ 3 lớp, là Long Quân màu hồng có sọc. Cây mình được ghép 6 bo, củ nó tầm khoảng bằng lon sữa 400 gram, 100 ngàn. Hai giống này màu hồng và màu đỏ. Số 10, Minh Thi 12 màu cam có sọc, cây ghép 4 bo, củ này thì nó nằm gọn thôi, 100 ngàn cho cây Minh Thi 12 4 bo. Cái Minh Thi 12 là số 10 ha, 100 ngàn. Số 11, Xuân Phúc hoa 3 lớp màu đỏ, cây ghép 4 bo, 100 ngàn. Số 12 là có cây Vân Huế 12 màu hồng có sọc, hoa dạng cánh kép, giống này thì cực xuyên hoa và rộ nữa. Cây mình ghép 6 bo, củ nó thì nằm tầm khoảng bằng cái lon bia ha, 100 ngàn. Số 13, Rainbow hoa 2 lớp màu đỏ cánh viền, cây ghép 5 bo, 100 ngàn luôn, cây Rainbow. Số 14, mình có T1 hoa dạng cánh kép màu đỏ cánh viền, cây mình ghép 8 bo, 130 ngàn. Củ này thì chưa cơi lên nên con không biết cỡ nào ha. Số 15, Hồng Bích hoa màu trắng cánh viền hồng ghép 6 bo, 130 ngàn cây Hồng Bích. Số 16, mình có ghép 2 giống Long Thành màu đỏ đang vô nụ nè ha, Ready hoa màu vàng có hương thơm nhẹ, cây mình ghép 7 bo, 140 ngàn. Củ thì nó nằm hình dẹp ha, củ nó khoảng gan rưỡi tay con vòng lại, củ nó hình dẹp.
số 17 có cây rainbow ghép 7 bo 130.000. Số 18 huyết rồng ghép 3 bo hoa màu đỏ. Củ này thì cơ bắp ha. Cái phía dưới củ nó còn rất là to. Cái trên đây là phần eo nó thon nhỏ. Hút đây củ nó bành ra nè ha. Nè, nó lấn vô, củ nó vô tới gần tới cái dành chậu luôn. 120.000. Số 19 hồng hà. Hoa màu hồng cánh viền. Cây mình ghép 7 bo. 19 là 140.000. Cái củ hồng hà này cũng chưa cơi nên con không biết to cỡ nào. Số 20 mình có cây này hai giống luôn. Rồng đen hoa ba lớp màu đỏ cánh viền và màu tím than dạng cánh kép. Cây mình ghép 5 bo 150.000. Củ này nó to nè ha. Cái loại này thì củ nó phần dưới to, phần trên nó hơi nhỏ nè. Cái củ mình nó vô gần tới sát cái cạnh chậu luôn. 150.000 số 20, hai giống. 21 có cây hồng hai lớp. Cánh màu hồng nhạt, họng màu đỏ thẫm. Cây mình ghép 6 bo 130.000. Cái củ nó khoảng bằng lon sữa 400g. Số 22, cây này hai giống. Dạ khúc và thiên hương. Cây này ghép 7 bo 150.000. 23 như Long Thành, hoa ba lớp màu đỏ, cây ghép 9 bo 100.000. 24 Minh Hoàng, hoa màu vàng, cây 5 bo 130.000. Minh Hoàng. 25 là cây khôi nguyên. Củ quái dáng nằm. Dáng này nó hơi nghiêng về chứ không có gọi là nằm lắm nữa ha. Cây mình ghép 8 bo 140.000. Cái bộ tàn này về mình có miếng xốp mình chêm cho nó dang cái tàn ra là nhìn cái cây mình có bộ tàn sẽ bung rộng ra hơn nữa. 140.000 khôi nguyên. 26 mình có hot girl, hoa hai lớp màu đỏ, giống này thì lá đỏ luôn. Củ này rất là to. Củ này vô vỏ chậu 10 nè. Mà vô nó chặt cái chậu luôn nè ha. Củ cơ bắp chia ra thành mấy khối. 150.000 cây hot girl số 26. Số 27 thì mình có good look hoa màu hồng. Cây good look này 6 bo luôn. Củ này cũng cơ bắp nè. 150.000 số 27. Good look. Số 28 là hồng ngọc, hoa màu hồng dạng cánh kép, cây ghép 6 bo 130.000. 28. À, vậy là cái này tới 2 cây 28 luôn. Cây này đánh dấu lộn, con này con cũng đánh 28 nữa. Cái hồng ngọc 28A, cái này B đi ha. 28B là X1, hoa màu vàng. Cây mình ghép 3 bo 130.000. 29 Kim Anh xứ củ quái. Cây Kim Anh 4 bo. Củ nó hình quái thế này đây, để con xoay cho mình xem. À, 150.000. Số 30 dạ khúc, hoa màu hồng có sọc tím, cây ghép 6 bo 130.000. Củ này có bộ rễ đang lên, nhìn cái bộ rễ nó rất là đẹp luôn nè. Nó nổi lên ha, rễ nó đang chéo. Cái này về mình dọn một số rễ nhỏ này nó sẽ lộ ra cái phần này, nhìn nó đẹp hơn. Số 30 dạ khúc 130.000. Rồi, hôm nay con giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống xứ ghép này ha. Và khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và mình yêu thích hoa xứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Con xin cảm ơn.
ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.